Xin chào các bạn, mình bên Thiên Hoa Sơn. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà để mình thêm một cái ảnh bên bên phần sidebar bên đây trên trang website của mình. Khi mà khách hàng người ta bấm vô thì nó sẽ dẫn lên một cái đường link mà mình muốn cho nó về. Hôm nay thì mình cho cái hình ảnh của Google Maps của mình ở trên đây. Khi mà khách hàng người ta bấm vô thì nó sẽ dẫn đến cái bản đồ của mình. Thì mình cần trước tiên là cái phần mềm Photoshop. Sau đó bạn cần một cái ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình mà bạn chụp trước đó. Rồi cái này để mình bôi đen cái khúc dưới đây đi ha. Đâu, làm trắng đi cho đây mình viết mấy chữ ở đây cho nó nổi nổi xíu. Control D. Hết lưỡi chùm hổm gài rồi. Hai ba bữa nữa mới đi Sài Gòn mới lấy về. Rồi sau khi mình đã bôi trắng xong thì mình sẽ viết chữ ở đây. Mình sẽ cho cái chữ là nhận xét Thiên Hoa Sơn trên Google Maps. Cái này mình cho tới đây thôi bạn, tại vì cái hình này chút xíu mình cắt cho nó bớt dài quá là nó không hiển thị hết, nó mất chữ của mình. Ctrl V. Rồi, cắt ra bớt nha. Mình làm ánh động cho nó luôn các bạn. Mình sẽ thay đổi cái màu chữ cho nó. Rồi, mình bấm Ctrl G 1 3 4. Layer ở đây thì mình làm 4 cái. Đó, mình chỉnh dây cho nó. Dây đang nó chớp á, một dây, cả một dây hết. Rồi mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đổi cái màu chữ của nó cho nó. Ctrl A, chọn hết, chọn màu. Rồi màu này luôn. Thứ hai. Thứ hai. Ctrl A. Đổi màu khác cho nó. Đó đi. Rồi, tới màu thứ ba. Mở này lên, tắt này đi. Ctrl A. Rồi bây giờ tới màu này đi. Này nó không thật. Rồi, ok màu này. Rồi tới cái ảnh dùm chữ số 4. Nhập vô Ctrl A. Em đi ha. Dạ đi. Có đỏ hả? Giờ tím đi.
Ok, thêm luôn. Rồi, thử coi. Cho chân nhấp nháy luôn ha. Đi qua. Xem xe đi. Không bưng xuống cho bạn. Về thì định nhìn thấy nó nổi hơn rồi đó. Rồi xong, mình sẽ lưu lại cái hành động này, thì mình sẽ lưu lưu theo cái định dạng này chứ không phải là như bình thường ha. Save for web. Xem một hình luôn. Đây đang xếp Thiên Hoa Sơn trên Go Go Map. Rồi vô cái trang quản trị đi, cái trang quản trị của mình vô phần giao diện nè, giao diện đó, cái sidebar nè, cái sidebar này là cái phần bên tay phải của mình nè, phía bên đây nè là bằng sidebar của mình nè. Đó. Đánh vô thì mình ở đây. Tùy theo cái theme mà nó có cái những xe ba nó khác nhau bạn. Không phải cái nào nó cũng vậy. Thêm. Thôi chưa. Rồi, xong. Thì mình sẽ thêm ảnh vô. Hàng người ta vẫn bấm bấm vô cái hình ảnh thì vô cái nào thì mình sẽ có link sao chép cái đường link nè. Còn dán vô đây. Mình
trên V. Tôi thay đổi. Sắp xong các bạn ơi. Hoàn thành. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ làm mới lại.